Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là quả mộc qua. Đây là quả mộc qua đã được phơi khô các bác nhé. Bên em này có cung cấp cái quả mộc qua này và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo cho em để được tư vấn và mua hàng nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, các bác đến nơi các bác kiểm tra hàng và thanh toán thôi. Ngoài cái loại này thì bên em quả mộc qua này, bên em còn cung cấp các đặc sản núi rừng và các đồ ngâm rượu như ba kích này, sâm cau này, lấm ngọc cẩu này, dâm dương hoắc này, nhục cung dung này, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, cá ngựa, đỗ trọng, ngũ vị tử, thỏa thi tử, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, cây cỏ xước, rễ cỏ xước, cây an xoa, rễ mật nhân, vân vân. Các loại các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng và thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu về cái tác dụng và cái cách sử dụng cái quả mộc qua này. Thì mộc qua có tính vị là chua, mát, khí ôn và không độc. Quy vào kinh tỳ, can, phế, thận và vị. Tác dụng thì nó có rất nhiều tác dụng các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái quả mộc qua này. Mộc qua phơi khô các bác nhé. Thì tùy theo cách sử dụng thôi, mình có thể ngâm rượu hoặc là tán bột hoặc là làm viên hoặc là đun nước uống đều được các bác nhé. Thì mộc qua có tác dụng là làm giãn gân xương và điều trị đau nhức chân tay, cơ và gân xương, chống co thắt và điều trị chuột rút, điều trị khước khí và phong tê thấp, chống nôn mửa và điều trị tiêu chảy, đau bụng, điều trị buồn nôn và rối loạn tiêu hóa, giúp tạo máu, giúp hạ men gan và bảo vệ gan. Tác dụng tiếp theo là tác dụng giúp ngừng ho và điều trị ho lâu ngày và điều trị thổ tả kiết nị. Thì các bác sử dụng thì đun nước hoặc là ngâm rượu đều được nhé. Ví dụ như đun nước thì mỗi ngày mình sử dụng khoảng 15 gram các bác. Các 15 đến 20 gram mình đun nước uống hàng ngày. Ngoài ra thì mình có thể ngâm rượu 1 kg này, các bác có thể ngâm khoảng 7 lít rượu, 6 7 lít rượu và sau 1 tháng là sử dụng được. Các bác có thể sử dụng kèm theo những vị thuốc khác. Các bác cần mua cái mộc qua này thì vui lòng liên hệ cho em. Hoặc các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại, các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có cung cấp rất nhiều các loại như táo mèo rừng, chuối hột rừng, đỗ trọng, sim khô, đinh năng, sâu chít, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, cá ngựa, sâm cau đỏ, sâm cau đen, muối chua, sâm dương quy, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, cây an xoa, cây sạn đen, cây cà gai leo, rễ mật nhân, vân vân. Và có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra và thanh toán nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.